Với Hera, mọi sự chờ đợi đã kết thúc. Hera biến điều không thể thành có thể. Tất cả được tích hợp trong một thân máy bay duy nhất. Tại thời điểm này, Hera là máy bay không người lái duy nhất trên thế giới, có 12 ưu điểm vượt trội. Điều quan trọng hơn cả, Hera là chiếc máy bay không người lái, drone đang làm bá chủ bầu trời theo đúng nghĩa đen là do người Việt Nam sản xuất tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt đầy ấn tượng trong thời gian vừa qua với sự ra đời của hàng loạt các siêu phẩm vũ khí hiện đại khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Những chiếc tàu chiến hiện đại hoạt động hiệu quả để những loại súng cối và đạn dược được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến hàng đầu. Tuy nhiên, chấn động nhất có lẽ là việc Việt Nam đã sản xuất thành công loại máy bay không người lái UAV Hera đa dụng đẳng cấp thế giới. Điều này đã khiến cả thế giới phải nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác, ngưỡng mộ và nể phục trên sự cố gắng không ngừng của đất nước hình chữ S này. Vậy cụ thể, UAV Hera made in Việt Nam có gì đặc biệt mà lại gây nên cơn địa chấn lớn đến như thế này? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong số video ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé! Các bạn thân mến, UAV Hera là máy bay không người lái tiên tiến được phát triển tại Việt Nam bởi Robotics, công ty con của tập đoàn Group Việt Nam, được thiết kế cho cả ứng dụng quân sự và dân sự. Tại thời điểm hiện tại, Hera là máy bay không người lái duy nhất sở hữu 12 tính năng vượt trội và có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất thế giới. Hera được thiết kế để có thể di động vừa với ba lô được thiết kế tùy chỉnh và có thể triển khai trong phòng chưa đầy một phút. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn nhưng có khả năng tải trọng ấn tượng, có khả năng mang tới 15 kg khiến nó trở thành một trong những máy bay không người lái có khả năng di chuyển và tải trọng tốt nhất trong lớp về cả tính di động và tải trọng. UAV Hera có thể mang theo 9 quả lựu đạn mỗi lần xuất kích và được thiết kế cho các hoạt động tàng hình. Nó tương đối im lặng và có thể được sử dụng để nhắm vào mục tiêu các vị trí của kẻ thù một cách kín đáo. Thiết kế nhẹ và có thể gặp lại khiến nó trở nên lý tưởng cho những người lính mang theo và triển khai nhanh chóng. Máy bay không người lái Hera được trang bị các khả năng AI tinh vi, cho phép nó chạy các thuật toán phức tạp cho nhiều tải trọng cùng một lúc. Hera đã mang theo cùng lúc là 4 camera, giúp thu được lượng dữ liệu gấp 3 đến 4 lần trong cùng một chuyến bay. Ngoài ra, Hera có khả năng mang và thả 9 vật cùng lúc, điều này rất quan trọng trong lĩnh vực quân sự và cứu hộ cứu nạn. Với khả năng hiển thị 360 độ và có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau trong một chuyến bay, ngoài ra nó có thể bay tối đa 58 phút không tải trọng hoặc 46 phút với tải trọng nhẹ. Ngoài mục đích quân sự, Hera còn rất linh hoạt, có khả năng kiểm tra công nghiệp, lập bản đồ, nhiệm vụ không gian địa lý, các ứng dụng được kết nối để có thể giám sát hình cầu cũng như các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn khả năng mang theo nhiều loại máy ảnh và cảm biến đồng thời nâng cao tiện ích của nó trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thiết kế sáng tạo và khả năng đa chức năng của Hera UAV khiến nó trở thành một trong những công ty quan trọng trong thị trường máy bay không người lái toàn cầu. Đặc biệt là nhờ sự kết hợp độc đáo giữa tính di động và khả năng tài trọng cao. Thế nhưng điều khiến cả thế giới ngạc nhiên hơn nữa là từng chi tiết cơ khí, khung máy bay cho đến thiết bị điện tử bên trong đều được chế tạo trực tiếp bởi đội ngũ kỹ sư 9X Việt Nam. Đó là kết quả suốt 9 năm theo đuổi con đường nghiên cứu, phát minh và sản xuất máy bay không người lái của tiến sĩ Lương Việt Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Robotics Việt Nam. Ngày 25 tháng 9, chiếc máy bay không người lái của Việt Nam mang tên Hera mới đây đã hoàn thành chuyến bay thực chứng trong việc cứu hộ cứu nạn trên bầu trời xứ Bavaria của Đức. Chuyến bay đã được thực hiện tại sân bay Manching với sự phối hợp của công ty Robotics, nhà chế tạo drone Hera và công ty Project, doanh nghiệp hàng đầu của Israel về các phần mềm định vị và phân tích video thông minh. Project chi trả toàn bộ chi phí chuyến bay này. Nhiều chuyên gia đến từ các công ty công nghệ nổi tiếng thế giới đã dự khán chuyến bay. Hera là đầu drone duy nhất trên thế giới có kích thước nhỏ gọn vừa vặn để mang trong ba lô cá nhân nhưng lại nâng được 15 kg, đồng thời đủ không gian mang cùng lúc 4 thiết bị. Chiếc drone này đã được kết hợp với phần mềm Project của Israel, cho phép nó tự động do tìm và định vị chính xác khói, đám cháy, người bị nạn. Chuyến bay nhằm chứng minh các thông số, tính năng được công bố của Hera là đạt được trong điều kiện thực tế, chứ không chỉ trong điều kiện lý tưởng của phòng thí nghiệm. Nói tóm lại, Hera nói được, làm được. Việc bay chứng thực rất quan trọng, vì hầu hết các thông số đã đạt được trong thực tế của đa số các đầu trên thế giới đều thấp hơn thông số mà nhà sản xuất công bố. Chuyến bay được đặt tên mang chim sẻ bay đại bàng. Ngụ ý chiếc đồ rôn có nhỏ gọn như một con chim sẻ nhưng lại có thể làm việc hiệu quả như chim đại bàng. Lần này, người lái đỏ là Aiden Tesla, cựu phi công lái máy bay chiến đấu F-16 trong quân đội Israel. Aiden cũng là đối tác phân phối của Hera. Sau khi lấy Hera ra khỏi ba lô cá nhân, Aiden nhanh chóng đưa nó cất cánh chỉ trong vòng ít phút. Hera mang theo camera quang và camera nhiệt, cùng với hai chai nước 1,5 lít và ba túi chứa vật cứu thương và cứu hộ. Chiếc đầu rôn lượn vòng trên bầu trời đạt đến độ cao 220 mét, tự động tìm thấy khói từ đám cháy, sau đó hạ độ cao để tiếp cận mục tiêu cứu hộ và thả toàn bộ số nước uống cũng như vật dụng cứu thương cho người cần cứu hộ một cách nhanh chóng và chính xác. Ngay sau khi Hera chạm đất khi hoàn thành nhiệm vụ, một tràng pháo tay tán thưởng cho những người dự khán đến từ công ty công nghệ nổi tiếng thế giới đã vang lên. Aiden Tesla nhận định, Hera nhạy, điều khiển trực quan, thoải mái và tạo ra âm thanh ấn tượng. Kiểm tra khu cổ map, tất cả các khán giả đều bất ngờ bởi vì sau khi Hera bay xong thì phần mềm Project đã thấy hình ảnh thực địa cũ trên bản đồ Google, bằng hình ảnh thực của hiện trường cứu hộ mà Hera vừa thu thập đó cách đây ít phút. Sự phát triển của UAV Hera bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn cho việc giám sát biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ các ứng dụng dân sự như nông nghiệp, môi trường và cứu hộ cứu nạn. Trước đây, Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào các hệ thống UAV nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này không chỉ tốn kém mà còn gặp rất nhiều những hạn chế về công nghệ và quyền kiểm soát. UAV Hera có thiết kế khí động học tối ưu với hình dáng nhỏ gọn, nhẹ và chắc chắn. Khung máy bay được làm từ các vật liệu composite cao cấp như sợi carbon, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền và khả năng chống và đập cao. Thiết kế cánh cứng cáp giúp UAV có thể bay ở tốc độ cao và duy trì ổn định trong điều kiện gió lớn, trong khi phiên bản cánh quạt có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, phù hợp với các không gian hẹp. Trong năm vừa qua, Robotics đã đón tiếp nhiều nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ từ các quốc gia như là Mỹ, Israel, Nhật Bản và Singapore đến Việt Nam để tìm hiểu về công ty. Khi họ trực tiếp trải nghiệm phát minh Hera, sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ hiện rõ trong ánh mắt của họ. Đây thực sự là những khoảnh khắc đầy vui mừng và tự hào cho đội ngũ kỹ sư trẻ của Việt Nam. Sau các buổi trải nghiệm này, nhiều hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết, đưa Hera UAV ra thị trường quốc tế như là Mỹ, EU, Nhật Bản, Australia và New Zealand, Ấn Độ. Việc Hera UAV được ưa chuộng ở trên những thị trường khắt khe này đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Và ngay sau khi Hera lộ diện, khách hàng đầu tiên là một nhà phân phối đồ rôn chuyên nghiệp của Mỹ. Thời điểm đó, họ đã bán đồ rôn khắp thế giới hơn 10 năm cho lực lượng cảnh sát, các công ty điện lực, vân vân. Vì vậy, họ là chuyên gia, đủ khả năng đánh giá nhanh chóng đồ rôn nào có khả năng vượt trội mà không cần phải thuyết phục gì nhiều. Ngay lập tức, họ đã đặt hàng ngay 10 chiếc Hera với giá trị 400.000 USD và ứng trước 75% số tiền. Đặc biệt, Hiện nay Hera đầu tiên đã được cung cấp cho Viện nghiên cứu Los Alamos, là phòng lắp chế tạo bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Đây có thể được xem là sự kiện đáng tự hào của một sản phẩm công nghệ đến từ Việt Nam. Khi nghe tin về Hera, nhiều người không bao giờ tin một sản phẩm công nghệ lại được sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt bởi những kỹ sư Việt Nam. Thật đáng tự hào đúng không các bạn? Trước khi kết thúc video này, các bạn đừng quên nhấn like, subscribe cho HNTV News và bấm vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!